chợ nha. Xuống được chợ đâu nghe. Trời đông rồi. Quá trời đông rồi. Đây, mọi người đang mua bông đang ngồi về cúng ông bà. Má cầu. Tiền cái nữa là chết luôn. Hôm nay chợ 29 đông quá. Em đâu cần thấy chị quay để kỷ niệm, mỗi năm coi lại khác á. Mọi người đi chợ mua đồ cũng không mà chuẩn bị cho ngày Tết. Đây bữa nay chợ 29 Tết nha. Đông nghẹt luôn.
anh hổ chứ chưa có rảnh nữa Diễn ơi. Đây chợ cá. Được khách tan ở bển kìa. 230. Ủa ông Tý đâu rồi? Ủa bà Trinh mới biến đâu rồi? Bà Trinh mới biến đâu rồi? Làm sao nó chốt không rồi kìa mày. Bà trốn kìa. Nhanh lên đi về má ơi. Rồi nhanh đi về. Trời bữa nay con ta đẹp gái quá trời luôn á. Không nhận chứ. Tôi còn được xíu hạn nữa. Bữa nay tôi vợ xíu hạn quá trời không tí. Bất kìa. Ai tôi không biết trả được như vậy hả? Trên. Trên. Trên nào? Đứng rồi kìa, đứng kìa. Ăn không ăn, bỏ tôi bún nè, trốn nè. Dưới đây là chợ nông thôn. Đây chỗ bán tàu hủ. Bắn bông đáng chết gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở trong cổng thì nó mở không? Rồi nhà sắp cho tôi.